Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu xe quay Alpha lên mâm đĩa bên cửa hàng mình, có lên phục trước phục sau cho anh em luôn. Thì anh em nào mà thích độ xe và thích đi xe quay Alpha lên mâm đĩa hoặc là mâm không cũng được ha, bánh mâm thắng đùm không cũng được, bên cửa hàng mình có luôn. Thì hiện tại bên cửa hàng mình đã lên cho em này là cái con mâm màu đen. Hiện tại là cửa hàng chỉ có mâm màu đen và mâm màu bạc thôi. Còn mâm màu vàng đồng thì 1-2 ngày nữa mới lên trên xe được các bạn ha. Nên là anh em nào mà hiện tại muốn mua xe mâm màu vàng đồng thì cứ thể liên hệ với mình. Thì bên cửa hàng mình sẽ tư vấn cho các bạn về mua mâm vàng đồng. Và bạn nào hiện tại đã đi quay Alpha nhưng mà muốn lên mâm thì có thể trực tiếp bên cửa hàng mình để lắp thêm, độ thêm, đồ chơi nọ kiểu. Và cứ yên tâm, những cái sản phẩm mâm này bên cửa hàng mình là chính hãng Ashiro bên cửa hàng mình luôn. Đấy, thường màu trắng mà phiên bản mà 2022 á, thì các bạn sẽ thấy được cái mâm của nó là cái màu tem của nó sẽ là màu vàng đồng. Thì khi mà các bạn lên trên cái mâm màu vàng đồng luôn á thì nhìn chiếc xe sẽ rất là đẹp. Đấy, rồi bây giờ đầu tiên báo giá ha. Thì giá tháng này nó hơi tăng nhẹ một tí xíu so với clip trước mình đã báo cho các bạn. Thì quay Alpha 2023 phiên bản mà 2023, 2022, 2021 luôn thì nó sẽ có mức giá là 20.500 ha, lên 1 triệu nha các bạn. Còn riêng màu đen nhám á, thì sẽ là 21.500. Đó là hai phiên bản của dòng xe quay Alpha ha. Lúc trước thì quay Alpha chỉ có một màu duy nhất thôi, còn bây giờ thì quay Alpha nó ra được một phiên bản duy nhất thôi, bây giờ ra hai phiên bản rồi, phân biệt ra màu đen nhám riêng. Rồi thì bây giờ nha, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là chiếc mà mình lên, các bạn sẽ thấy nha. Đó, lên mâm màu đen là cái này là thắng đùm nha các bạn, thắng đùm nha, giữ nguyên thắng đùm của em nó. Đó, quan pha thì không có thắng đĩa, nhưng mà khi mà các bạn nhìn nè, cái chiếc này á thì cái đùm của nó sẽ được sử dụng cái đùm khác so với cái đùm zin của nó nè các bạn. Tại vì bánh mâm nó sẽ sử dụng cái đùm ha, bánh cam sử dụng cái đùm này là zin của nó nè. Còn khi mình chuyển qua bánh mâm á thì cái đùm của nó sẽ được thay đổi lại như thế này, nhỏ hơn tí xíu ha các bạn. Đó. Rồi là thay nguyên cái bộ cụm mà mâm và đùm luôn. Đấy, các bạn thích màu bạc màu nào các bạn tính ha. Rồi bên đây ha, thì mình sẽ lên cho em nó cái phục Ashiro bên cửa hàng mình ha. Nếu như á, mà cá nhân của mình, một là chiếc xe màu trắng này các bạn lên phục vàng này thì các bạn sẽ lên cái mâm màu vàng đồng luôn cho mình là chắc chắn đẹp. Và các bạn nào thích thì cứ thể lên cửa hàng mình để lắp mâm vàng đồng cho ha. Tại vì hiện tại là lúc mà mình đang quay chiếc này á, thì mâm vàng đồng nó chưa về kịp, đang vận chuyển về các bạn ha. Mâm của Tubulet nha. Đấy, rất là đã, rất là đẹp luôn, anh em có thể nhìn tổng thể. Rồi thì quay phía bên đây ha, anh em sẽ thấy được là cái chiếc quay Alpha này là màu xanh tem mới năm 2023. Đấy, các bạn thấy không, mình đã lên cho nó là đĩa với lại phuộc phuộc trước ha, phuộc trước nha, của Ashiro chính hãng bên cửa hàng mình luôn. Đây, mâm màu đen lên đĩa và lên cây phuộc Ashiro màu vàng cho em nó. Các bạn nào mà không thích lên đĩa thì mình có thể không lên đĩa. Cái mà mâm này nè các bạn, thì đối với cái mâm mà không sử dụng cái thắng đĩa thì nó sẽ là cái mâm khác. Còn cái mâm mà sử dụng thắng đĩa thì nó là một cái mâm loại khác, tại vì nó sẽ có những con ốc ở đây rồi mình bắt cái đĩa vô. Đó, và có heo nè bạn, heo một bit ha của Nissin đàng hoàng nha. Mình gắn heo một bit của Nissin đàng hoàng cho các bạn nha. Đấy. Rồi dây dẫn dầu nọ kiểu lên, thì khi mà các bạn gắn cái mâm đĩa thì các bạn bắt buộc phải khoét cái dàn áo chỗ này. Đây các bạn phải xem nè, cận cảnh nha, khoét dàn áo chỗ này. Đấy. Nó sẽ bình thường nó sẽ tròn như thế này các bạn, thì nó sẽ khoét một cái lỗ chỗ này để mình gắn bình dầu. Bình dầu của cái đĩa ha, phải có bình dầu, gắn đĩa là phải có bình dầu. Còn nếu mà không gắn đĩa thì sẽ không có cần phải khoét như thế này. Đấy, đây là làm zin cho các bạn luôn nọ kiểu ha, lắp này nọ kiểu ok nên các bạn yên tâm. Và cái đường khoét của dạng nhựa như thế này nè, bên mình cũng làm rất là đẹp, chi tiết rất là đẹp cho các bạn luôn. Nhìn là không biết là khoét luôn các bạn ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bên chiếc bên đây màu đỏ nè. Màu đỏ này là các bạn thấy không? Đó, đây là không có bình dầu á, không có dùng thắng đĩa nên là cái lỗ nó sẽ tròn như thế này. Và chiếc xe này mình lên cho nó cái mâm màu bạc luôn các bạn ơi. À, anh em thấy không, nhìn xa ra tí xíu ha, nhìn xa ra tí xíu, rộng ra tí xíu nè, là thấy được nguyên chiếc xe màu đỏ bạc. Đấy, các bạn thấy ha, là cái xe này màu đỏ ha, lên cái tem bạc đó rồi sẽ thấy được luôn cái mâm màu bạc này, nó rất là đẹp luôn. Tùy vào anh em lựa chọn ha, và mua xe màu đen mà lắp lên thì cũng đẹp luôn. À, rồi bây giờ đi xuống dưới đây mình xem còn những chiếc xe nào khác nữa không. Đây, trời ơi, quay Alpha 2022, 2023 bên màn rất là nhiều ha. Rồi đây, đây là chiếc màu đen nè, màu đen mà tem là phiên bản 2022, tem màu vàng đồng. Thì các bạn có thể lựa chọn lắp lên cho nó là cái mâm màu bạc hoặc là cái mâm màu vàng đồng. Mâm nào lên cũng đẹp hết trơn luôn, thật sự luôn. Chỉ có là lên màu bạc, lên màu vàng đồng là đẹp nhất ha. Màu đen lên vàng đồng là đẹp cực kỳ luôn. Rồi, xuống dưới đây. Xuống dưới đây thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có một chiếc màu đỏ này,
cũng được khoét cái này để gấp cái bình dầu vô nha các bạn, khoét chỗ này để nó lấp bình dầu lên. Đấy. Rồi. À, đây mâm đĩa của em nó đây, màu đỏ, lên phục màu đỏ của Asiro chính hãng. Rồi ốc đĩa kiểu rồi ha. Rồi mâm. Mâm này là mâm 5 cây và được gắn cho các bạn là con heo dầu Nissin luôn. Thì giá mâm đĩa phục bên cửa hàng mình sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bạn, tại vì bên cửa hàng mình là sẽ có một cái cửa hàng bán đồ chơi xe ở dưới Tân Thành quận 5. Thì cái cửa hàng đồ chơi xe đó là các bạn biết là ở Tân Thành là nổi tiếng là bán hàng sỉ giá rẻ giờ đồ chơi xe, và phải biết được cửa hàng nào bán rẻ bán ngon nha các bạn. Thì bên cửa hàng mình là cái chỗ mà ở quận 5 nên là những đồ chơi này cái kiểu á sẽ rất là rẻ cho các bạn, nhưng mình cũng có bỏ sỉ cho người khác nữa nên mình sẽ không có công khai cái giá này ở trên clip được để tránh vấn đề cạnh tranh và những cái mối làm ăn này nọ kiểu ha. Nên là các bạn cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho bạn Ngân hỏi quay pha lên mâm đĩa phục là bao nhiêu. Muốn lên mâm không cũng được, còn muốn lên mâm đĩa thì cũng được, không cần lên phục cũng được đó. Ai có xe rồi mà muốn mua xe, muốn thay đổi cái mâm trên xe cho nó đẹp hơn, màu vàng đồng hay là màu trắng, màu bạc gì đó, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bạn Ngân. Bạn Ngân sẽ tư vấn cho các bạn nha, kể cả tư vấn luôn cái giá lăn bánh cho các bạn luôn. Đây, ở đây thì các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa, màu đen, thấy chưa, màu đen lên mâm bạc cực kỳ xuất sắc, cực kỳ là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ một chiếc đang ra ngoài cửa hàng chỗ dịch vụ nè, đang lên cho em nói luôn, là mình dẫn các bạn xem luôn ha. Rồi thì đây ha các bạn, là chiếc màu đen, đen mà tem vàng đồng, mình lên cho em nó cái mâm màu đen phục màu vàng, mâm đĩa nọ ha, nhìn rất là đẹp luôn đó. Tem vàng đồng mà lên cái xe, nói chung là anh em lên full đen như thế này nhìn xe rất là ngầu đấy. Rồi thì giá là chốt lại cho anh em ha, 20.500.000 cho tất cả màu sắc, còn màu đen nhám thì là 21.500.000 đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn bạn nào muốn biết chính xác cái giá lăn bánh ở khu vực tỉnh thành, huyện, thị xã, nơi mà các bạn muốn làm giấy lăn bánh á, ở đâu, trên căn cước công dân hay là trên sổ hộ khẩu, thì sẽ được bạn Ngân tư vấn về cái vấn đề giấy lăn bánh nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh. Quên nữa, trả góp thì đối với dòng xe Wayne Farm bên cửa hàng mình á, các bạn sẽ được cái mức trả góp cực kỳ ưu đãi, là chỉ cần 10% là có thể lấy xe về được, cái mức lãi cực kỳ ưu đãi nha, lưu ý nha, lãi cực kỳ rẻ. Còn không đưa trước thì sẽ có mức lãi nhỉnh hơn tí xíu đấy, nên các bạn có thể suy nghĩ nha. Thì khoảng tầm 2 triệu là các bạn có thể lấy xe về được rồi. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.